Hạ Sanh Ca, cô là của tôi không cho phép cô có bất kỳ liên quan gì đến Lục Cửu Thành, cô nghe rõ chưa? Tiểu Sanh, anh xin lỗi em mà, trong lòng anh thật sự chỉ có một mình em. Cố tiên sinh, ngài có tin những gì ngài nói không? Tại sao trước kia mình lại không nhận ra Hạ Sanh Ca lại xinh đẹp như thế này? Tiểu Sanh, anh sai rồi. Nếu như em không muốn chị kết hôn thì chúng ta trực tiếp đi đăng ký kết hôn cũng được. Anh muốn kết hôn với tôi. Đúng thế, anh muốn kết hôn với em, cho nên em hãy rời xa Lục Cửu Thành có được không? Hắn là một tên điên, lại gần. Hạ Sanh Ca, cô điên rồi. Phản ứng nhanh lắm, suýt chút nữa là có thể rạch được yết hầu rồi. Nhìn máu phun trào từ cổ của anh, chắc chắn là hình ảnh rất đẹp đấy. Anh nói có đúng không, Cố Thần Diệp? Lúc nãy cô muốn giết tôi. Làm gì có chuyện đó. Một chiếc bút bi thì giết chết anh làm sao được. Nếu Cố tiên sinh đến đồn cảnh sát tố cáo mưu tôi mưu sát bất thành thì tôi sẽ không thừa nhận đâu. Dám làm mình bị thương, cô ta thật to gan. Sanh Ca, anh thật sự biết lỗi rồi. Em muốn làm gì anh cũng được. Anh có thể tự tử không? Cố Thần Diệp, nếu như anh tự tử thì tôi sẽ không bị coi là phạm pháp giết người. Tiểu Sanh, anh biết là em vẫn còn giận dỗi. Lần sau anh sẽ quay lại xin lỗi em. Hạ Sanh Ca, cô là của tôi. Lúc đầu tôi có thể giành lấy cô thì bây giờ cũng có thể. Khu biệt thự Kim Đế, xin lỗi, không được chủ nhà cho phép thì chúng tôi không thể tùy ý cho người khác vào. Chúng tôi đến để thăm người thân chứ không phải tự ý. Vô cùng xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi phải tuân thủ. Bảo an đại ca, chúng tôi là do Cửu gia yêu cầu tới, anh có thể thông cảm một chút không? Cô là Hạ Nhược Linh, cháu của tôi rất thích các bài hát của cô. Cảm ơn, nếu cần thì lát nữa tôi sẽ ký tên cho anh. Tốt quá, thế thì cảm ơn Hạ tiểu thư. Nhưng mà tôi vẫn không thể để cho cô vào. Nhược Linh, nhìn kìa, đó có phải là xe của Cửu gia không? Cửu gia? Cửu gia, xin chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Hạ tiểu thư, cô thật sự không thể vào. Cửu gia, tôi là chị của Hạ Sanh Ca, hôm nay tôi đến gặp ngài là có chuyện liên quan đến em gái tôi và Cố thiếu gia. Cho cô ta vào. Từ bao giờ mà mình hạ giá đến mức phải lôi Hạ Sanh Ca ra mới gặp được Cửu gia? Thế thì mời Hạ tiểu thư, còn vị tiểu thư này thì xin ở lại đây. Hả? Chỉ một mình tôi? Nhược Linh, mau nghĩ biện pháp nói với Cửu gia. Cửu gia đi xa á? Sững sờ. Ý của Cửu gia là gì? Cửu gia ở biệt thự số 1, Hạ tiểu thư có thể đến đây rồi ấn chuông cửa, chắc là Cửu gia sẽ gặp cô. Biệt thự số 1 hình như là ở đây. Nghe bảo an đại ca nói, tôi nghe nói là khu biệt thự Kim Đế rất rộng. Cũng tạm được, đi bộ mất khoảng 30 phút. Đây là lần đầu tiên mình có thể tiếp xúc với Cửu gia. Trời sắp tối rồi. Chẳng lẽ mình lạc đường? 30 phút sau, cô là Hạ tiểu thư phải không? Bảo an đã nói với tôi, xin mời cô vào. Vâng, Hạ tiểu thư, mời cô thay dép. Hôm nay trời nóng, mình đi từ nãy giờ toát hết mồ hôi, hy vọng là chân không bốc mùi. Á, mùi hôi tràn ra, khó chịu, khó chịu. Hạ tiểu thư, có vẻ ngài cần phải đi tắm rửa một chút rồi mới được gặp chủ nhân. Mời đi theo tôi. Mình đường đường là một đại minh tinh, thế mà cũng có lúc xấu hổ muốn chết. Vâng, làm phiền rồi. Cộp cộp, cộp cộp cộp. Không thể tin được, đại minh tinh Hạ Nhược Linh lại bị thối chân. Tôi tận mắt nhìn thấy, ngửi thấy, nếu nói điêu thì sẽ bị xe đụng. Chào Cửu gia. Cửu gia, đây là đại tiểu thư của Hạ gia Hạ Nhược Linh. Ừ. Cô định nói với tôi về Hạ Sanh Ca. Hạ Sanh Ca, lại là Hạ Sanh Ca. Hạ Nhược Linh tiểu thư,
Boss của chúng tôi đang hỏi cô, nếu cô không có gì muốn nói thì xin mời đi ra. Cửu gia, mặc dù em gái của tôi đính hôn với ngài, nhưng cũng chỉ coi ngài như một tấm chắn, coi ngài như công cụ để giận dỗi với Cố thiếu gia mà thôi. À, trước kia em gái của tôi nhìn thấy Cố Thần Diệp cùng đứng cùng một cô gái, vì thế mà đã tự cắt cổ tay. Nếu cửu gia không tin thì có thể xem cổ tay của Xanh ca, chắc chắn là vết sẹo đó vẫn còn. Cửu gia, chắc là Tiểu Xanh nói với ngài là muốn đổi mảnh đất xa xa để lưu lại để lấy thân phận đính hôn với ngài. Cô ta chán sống rồi à? Xanh ca chỉ giận dữ nhất thời, chờ Thần Diệp ca trở lại là cô ta sẽ hết đau lòng, sống đi chết lại. Tôi không thể trơ mắt nhìn Xanh ca hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cầu xin ngài hãy tha cho cô ấy. Giơ lên. Boss. Cắm vào. Nếu lúc nãy mình không tránh nhanh thì tay của mình đã... Quả nhiên Lục Cửu Thành là người điên. Ý của cô là muốn tôi hủy bỏ ước định giữa tôi và Hạ Xanh ca. Cửu gia, cô ấy là chị của Hạ tiểu thư. Đổi lại là tất cả đồ đạc trong phòng khách. Vâng, tuyệt đối sẽ không giữ lại bất kỳ thứ gì Hạ Nhược Linh tiểu thư đã chạm vào. Gì thế này, coi mình là ôn dịch à? Cửu gia, tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ sợ tương lai ngài sẽ hối hận. Thật sự thì trước kia Xanh ca đã quyết định chuyển mảnh đất đó cho Thần Diệp ca. Cửu gia, xin lỗi, tôi về muộn. Hạ Nhược Linh cuối cùng cũng gặp được nữ nhân đã cướp đi cả cuộc đời của mình. Tất cả mọi thứ của mình đều bị cô ta. Chẳng lẽ lần này cô ta đến đây là để cướp cửu gia? Xanh ca, cuối cùng thì em cũng trở về. Chị chờ em rất lâu rồi. Đây là Hạ Xanh ca. Đúng rồi, đúng là trước kia cô ta rất xinh đẹp. Bởi vì mình yêu cầu cho nên cô ta mới che giấu dung mạo thật sự. Tiểu Xanh à, là lỗi của chị làm cho em hiểu lần Thần Diệp ca ca. Em không biết Thần Diệp ca ca đã đau lòng như thế nào khi biết em đính hôn với cửu gia đâu. Cô ấy có trở về không? Không ngờ cửu gia lại để cho Hạ Nhược Linh vào Kim Đế. Cửu gia, xin ngài nở tình Xanh ca còn nhỏ không hiểu chuyện mà tha cho em ấy lần này đi. Còn mảnh đất kia, nếu như ngài thật sự muốn thì chúng ta có thể cùng Lục gia đồng thời kinh doanh, ngài chiếm 70%, coi như là Hạ gia chúng tôi bồi thường cho ngài. Chỉ cần ngài đồng ý giải trừ hôn ước với Xanh ca. Hạ tiểu thư, đừng giải trừ hôn ước. Cô có muốn giải trừ hôn ước với tôi không? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phá hủy hiệp nghị giữa cửu gia. Nhưng nếu cửu gia không muốn tôi ở lại đây, thế thì tôi sẽ đồng ý giải trừ hôn ước với ngài. Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút, nên sẽ về phòng trước. Xanh ca, Hạ Xanh ca, Hạ Nhược Linh tiểu thư đã hết thời gian tiếp khách của thiếu gia rồi. Xin mời tiểu thư đi ra ngoài. Xanh ca, chị là chị ruột của em mà. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Chẳng lẽ em không sợ Thần Diệp ca ca thật sự không cần em nữa? Đến lúc đó em hối hận cũng không kịp nữa. Hạ tiểu thư, nếu tiểu thư không đi thì tôi đành phải gọi bảo an. Các người, tôi là chị ruột của Hạ Xanh ca. Có vẻ Hạ Nhược Linh tiểu thư hơi bị ngãnh ngãng. Bảo an. Rầm. Xoạt. Lucifer. Meo meo. Xuyệt. Ta muốn đi dạy cho một kẻ đáng ghét một bài học, nhưng không thể để cho cửu gia phát hiện. Meo. Ta muốn giết Hạ Nhược Linh, nhưng không thể. Ta muốn làm cho cô ta ngã xuống từ trên đỉnh cao, sau đó nếm trải mọi thống khổ mà kiếp trước ta đã phải trải qua. Meo. Ta ngớ ngẩn thật rồi. Lại đi nói với một con mèo nhiều như vậy. Meo meo. Hừ, đồ không biết thân phận biết phận. Hạ Xanh ca, cô ta nghĩ cô ta là ai? Rõ ràng từ trước tới giờ cô ta chỉ là một con chó dưới chân mình mà thôi. Sột soạt, sột soạt. Meo, ngao. A. A. Thứ gì vậy? A, 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 cứu mạng. A, a. Lucifer, mày thật lợi hại.
Về thôi, bọn họ không tìm được mày thì sẽ lại loạn hết cả lên. Cô muốn tôi đáp ứng cô chuyện gì? Ngài có thể đừng thích Nhược Linh được không? Tại sao? Không tại sao cả, cửu gia. Ngài đồng ý đi, đối với ngài thì chắc chắn sẽ dễ dàng làm được. Tôi đồng ý. Có thật không? Cảm ơn cửu gia. Đổi lại, ngày mai cô đi chuyển nhượng mảnh đất kia lại cho tôi. Được. Cô thật sự nguyện ý chuyển nó cho tôi. Cửu gia, lúc sáng tôi có hỏi ngài muốn đi chuyển nhượng với tôi. Ngài nói là bận, tại sao bây giờ ngài lại hỏi như là tôi muốn đổi ý vậy? Thế thì cửu gia, ngài có thể thả tôi xuống không? Ngài nắm tôi đau quá. Thình thịch. Anh ta làm sao vậy? Chẳng lẽ là tức giận? Ngao, xù lông, dám làm chuyện này ngay trước mặt lão tử. Không đủ. Vẫn không đủ. Ngươi quá phận lắm rồi đấy. Mở mắt. À, tại sao mình lại mơ thấy cửu gia nữa rồi? Xấu hổ chết mất. Lại ngủ tiếp được, nữ nhân ngu ngốc này thật là. Hừ. Ngủ thì ngủ đi. Meo, meo, meo. Hình như sau khi đi từ phòng ngủ của Hạ tiểu thư ra thì tâm trạng của boss tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, boss, ngài có cảm thấy quan hệ của Hạ tiểu thư với người của họ Hạ hơi kỳ lạ không? Trước kia chúng ta âm thầm giúp đỡ Hạ gia bắt mấy hạng mục, có cần rút lại không? Rút lại đi. Còn nữa, giành lấy hạng mục mà Cố gia đang cạnh tranh. Ha ha ha, giành hạng mục Cố gia thì quá đơn giản rồi, tôi sẽ đi an bài ngay bây giờ. Boss, tôi cảm thấy ngài nên thử tranh giành một chút. So với ngài thì Cố Thần Diệp chẳng là gì cả, cho dù Hạ tiểu thư vẫn thích hắn thì sao nào? Á. Lucifer, mày có thể đừng nửa đêm lại bò lên giường của tao không hả? Bỏ lên thì thôi, lại còn nằm lên người tao nữa. Mày xem đi, mày làm lưng của tao bầm tím rồi nè. À, cửu gia, Lục Cửu Thành, người đừng hòng đổ tội cho ta, cái tên bất trí điên cuồng này. Cửu gia, cẩn thận. Meo meo. Cửu gia. Cô ấy lo lắng cho mình. Mèo. Xoạt xoạt. Đau. Cửu gia, ngài có sao không? Có bị Lucifer cào bị thương không? Đỏ hồng. Không sao. À. Không được, bây giờ không phải là lúc thèm thuồng cơ thể của cửu gia. Bị chảy ra thì phải tiêm vaccine phòng dại. Tôi sẽ gọi bác sĩ tới. Đồ tâm cơ nam chết tiệt, meo meo meo. Thế thì tốt rồi. Lucifer cũng khó tính quá. Mà cô đã ăn sáng chưa? Hình như khẩu vị của mình bị đầu bếp lợi hại kia làm cho kén chọn hơn hẳn. Vẫn chưa ăn. Thiếu gia, Hạ tiểu thư thích ăn do vị đầu bếp kia nấu. Hình như pizza do Stephen tiên sinh làm không hợp khẩu vị của Hạ tiểu thư. Không phải là hôm qua tôi bị Lucifer làm phiền ngủ không ngon, cho nên hôm nay không có hứng ăn lắm. Mèo mèo mèo,
mình thành chuyên gia gánh tội thay rồi. Có thể để tôi dẫn cô đi ăn, ăn xong thì sẽ đi chuyển nhượng đất. Được. Dung Dung, Từ Thúc có chuyện gì vậy? Nhị tiểu thư, có người họ Triệu và họ Tiền tới tìm cô. Chẳng lẽ là Triệu Văn Bác và Tiền Hạo Nhiên? Không ngờ bọn họ đã ra khỏi trạm giam. Được, một lát nữa tôi sẽ đến. Cửu gia hay là Triều, chúng ta hãy đến sở địa chính.